Năm 2019, dịch tả lợn châu Phi bắt đầu xuất hiện và bùng phát tại Việt Nam, khiến hơn 6 triệu con lợn thời điểm đó phải tiêu hủy, thiệt hại về kinh tế lên đến gần 30.000 tỷ đồng. Và đến nay, dịch bệnh này vẫn tiếp tục hoành hành, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi nước nhà. Một thông tin đáng mừng là sau hơn 3 năm nghiên cứu, thì đầu tháng 6 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chính thức công bố sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi. Đây là thành tựu to lớn của ngành thú y Việt Nam nói riêng và ngành chăn nuôi nói chung, nhất là trong bối cảnh hơn 100 năm qua, thế giới chưa sản xuất thương mại loại vaccine này. Đây cũng là khởi đầu để Việt Nam nắm bắt cơ hội xuất khẩu được vaccine ra thị trường nước ngoài, từ đó giúp nâng cao vị thế, tầm vóc của ngành chăn nuôi Việt Nam trên thế giới. Chúng ta đã đủ điều kiện, đủ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn và căn cứ khoa học cũng như hợp tác quốc tế để chúng ta công bố vaccine dịch tả châu Phi. Đây là một công cụ quan trọng để chúng ta có thể phát triển đàn lợn trong thời gian tới, góp phần thêm vào cái việc mà xây dựng một cái chuỗi thịt lợn không những chỉ đáp ứng cho 98 triệu dân mà còn xuất khẩu ra thế giới. Thế còn vaccine là quốc gia đầu tiên trên thế giới sau hơn 4.000 công trình nghiên cứu không thành công, 101 năm nghiên cứu không thành công, thì Việt Nam là cái quốc gia đầu tiên công bố vaccine dịch tả châu Phi. Dạ vâng, thưa quý bà con cô bác, thì vừa rồi chúng ta đã được xem cái đoạn phóng sự ngắn nói về cái dịch tả lợn châu Phi và cũng như là Việt Nam ta là cái nước đầu tiên đã công bố cái vaccine. Và đây thì cũng là những cái bước đầu tiên, thì có thể nói là chưa hoàn thiện, nhưng cũng là cái tín hiệu rất đáng mừng với bà con để chúng ta có thể là tái đàn. Bên cạnh đó thì trong chương trình ngày hôm nay, kênh Nông nghiệp Vàng sẽ giới thiệu đến quý bà con cô bác một cái mô hình nuôi lợn rừng của một người thanh niên rất là trẻ, sinh năm 99, có địa chỉ tại Hòa Bình. Thì để biết cái mô hình này có điểm gì đặc biệt, và ngoài ra nữa là với quy mô 150 con như vậy thì các bạn thanh niên này đã áp dụng những cái biện pháp nào để phòng ngừa dịch bệnh cũng như là chăm sóc cái đàn lợn rất là tốt, thì xin mời quý bà con cô bác hãy cùng tôi bắt đầu chương trình để chúng ta tìm hiểu. Xin chào chị. Em ở bên báo nông nghiệp chị ạ. Vâng. Đây đừng. Mấy thầy mời dán bên gì lên rồi. Sợ. Cho bọn này ăn luôn. Bây giờ anh khóa cửa chưa? Con bé em có thả ra luôn không? Nhiều rồi. Chuối là em chặt ở vườn đây luôn đúng không? À đây em trồng thêm cả quả voi, à đây mía đấy, đúng không? Chặt hết này. Ngon này. Lớn con này cho ăn cám ngô, cám viên là của hãng nào ấy? À đây này. Có hai mặt khác nhau luôn. Thơm nhỉ, cái cám cò thơm nhỉ. Cám này thì bên bao tiền một bao cám này? Bình thường loại bao bé này là 110 nghìn một bao. Em cho ăn được bao nhiêu mấy ngày? Hôm nay là ít thì em cho ăn một loại này khoảng 2 ngày. Hai ngày là bao nhiêu con tất cả nhỉ? Hai ngày chỗ này rơi khoảng 50 con.
50 con là hai chuồng ấy đúng không? Cái chuồng chuồng ban nãy. Còn ở đây là cũng khoảng 50 con lợn thương phẩm này. Còn lợn bé đấy thì bình thường thì sau bao nhiêu thời gian thì bắt đầu cho nó ăn cá ăn tách cám được. Tách cám là rơi khoảng 24-25 ngày. 24-25 ngày. Vâng. Thế rồi. Cái cơ duyên nào em đến với cái bén duyên đến với nghề chăn nuôi lợn rừng này được không? Nói chung là do dịch Covid, ngày xưa thì em làm ở Hà Nội nhưng mà do dịch Covid thì em về nhà. Về nhà thì lại công việc thì không có nên là thấy cô có chăn nuôi con lợn rừng là em cũng tìm hiểu và làm theo và bây giờ vẫn chăn nuôi như thế này. Quy mô hiện tại chuồng em lúc nào cũng dao động khoảng 100 đến khoảng 150 con. Mọi người nếu mà chăn nuôi con lợn rừng này thì nó cũng rất là dễ chăn thôi. Nhưng mà cái lưu ý duy nhất của em là chăn nuôi thì mình cách xa khu dân cư để tránh khỏi các dịch bệnh. Và ăn uống thì mình nên cho ăn uống nơi khô ráo thôi để lợn tránh bệnh nhiều hơn. Nhưng mà con lợn rừng thì bởi vì là như anh biết là con cái sức đề kháng rất là tốt. Vâng. Nhưng mà vẫn chịu ảnh hưởng bởi một số bệnh phổ biến như hiện nay như là tả lợn châu Phi này. Một số bệnh gọi là bệnh thông thường anh sẽ ít gặp hơn. Vâng. Thì em có những cái lời khuyên, có những cái cách khắc phục nào cho bà con khi mà bà con chăn nuôi hạn chế cái việc đấy? Nếu mà bà con đã xác định chăn nuôi lợn nào cũng vậy thôi. Cái thứ nhất là phải cách xa khu dân cư. Cái thứ hai là không sử dụng thức ăn thừa ở các hàng quán để về phục vụ cho việc thức ăn cho lợn để tránh những bệnh không mong muốn. Và cái thứ hai là lợn thì mình nên vào đủ vaccine ngay từ đầu để lợn có sức đề kháng nó tốt hơn. Và tiếp theo nữa anh có lưu ý gì về trong quá trình chăm sóc chuồng trại hay cái máng cho ăn này đấy, hay là về cái môi trường khi ăn nuôi cách xa khu dân cư anh biết rồi này. Còn khi em cho ăn ban nãy em nói là phải nó phải khô đúng không? Vâng. Không ướt. Còn chuồng trại làm sao? Như anh thấy em làm chuồng trại nó cũng có độ dốc đấy đúng không? Vâng, nói chung là mình tạo độ dốc để đến lúc mình cọ rửa chuồng thì nó trôi sạch luôn. Nói chung là lợn nhiều hộ chăn nuôi với cả những người buôn bán người ta hay xử lý những cái con lợn nó bị mắc bệnh. Thức ăn này nó vẫn tồn đọng, tồn dư. Đúng rồi. Đấy, rất là hay đấy. Tức là con bản thân khi mà con lợn bị bệnh thì vào các nhà hàng thì tức là bị sót ấy. Nhiều khi người ta gọi là những con lợn người ta bán tháo bán chạy đấy, thì nó ví dụ như con lợn dịch tả châu Phi thì người ta bán tháo bán chạy đi là người ta nhiều người không biết, người ta mua về người ta sử dụng thôi. Đúng đấy, anh công nhận. Vâng. Thì bản thân những cái đấy thì nó là mang mầm bệnh sẵn rồi. Vâng đúng ạ. Về mình có về đúng. Mình cho vật nuôi thì mình ăn thì nó lại mắc bệnh đấy thôi. Nó là con virus mà. Cái thứ hai nữa là có sân đất cho chơi này và khi vâng. Cái chỗ ăn là phải nó phải thoáng này, nó phải là khô này. Vâng. Chuồng có độ nghiêng này. Vâng. Có cái sân chơi này để cho nó. Bệnh dịch tả lợn là một bệnh mà do virus gây nên và đây cũng là một bệnh mà chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh này nó xảy ra ở mọi độ tuổi nhưng ở trên 2 tháng tuổi là thường xảy ra nhiều nhất. Lợn khi mà bị mắc bệnh dịch tả thường nó có mấy thể, nhưng mà trên thực tế đối với Việt Nam của chúng ta thường cái thể cấp tính. Khi mà lợn bị bệnh thì mấy ngày đầu có hiện tượng là con lợn sốt cao, bỏ ăn, mệt mỏi, ủ rũ. Sau một khoảng thời gian thì lợn có biểu hiện là đi phân táo, phân đổ nhổ như hòn bi. Và khi hiện tượng đi táo đó kéo dài khoảng 1 tuần hoặc là 10 ngày thì bắt đầu là xuất hiện tiêu chảy. Song song với việc xuất hiện tiêu chảy thì lợn bắt đầu xuất hiện các cái bệnh tích ở trên da. Ví dụ ở những vùng da mỏng thì có những hiện tượng nấm chấm xuất huyết hình tinh ghim và mắt. Mũi có dỉ mắt và có dỉ mũi và con lợn là bỏ ăn và sau đó cứ suy kiệt dần. Biện pháp mà tốt nhất nữa là bắt buộc phải dùng cái vaccine phòng bệnh. Thì đối với loại vaccine này thì tiêm cho mọi các cái độ tuổi lợn thì sẽ khống chế được cái bệnh dịch tả lợn. Bà con có thể tiêm vaccine dịch tả lợn tế bào giúp đàn lợn đáp ứng miễn dịch nhanh, mạnh,
kéo dài, độ an toàn cao. Lưu ý, vaccine luôn phải được bảo quản lạnh dưới 8 độ C và cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Dùng dung dịch pha vaccine đi kèm để pha vaccine. Tiến hành tiêm bắp thịt hoặc dưới da. Lợn ở mọi giai đoạn đều tiêm một liều một con trong một lần. Với lợn con, tiêm lúc lợn từ 30 đến 35 ngày tuổi, nhắc lại sau 1 tháng. Lợn hậu bị, tiêm trước khi phối giống từ 2 đến 3 tuần. Lợn nái, tiêm phòng trước khi đẻ từ 3 đến 4 tuần. Lợn đực giống, tiêm phòng 6 tháng một lần. Việc tuân thủ tiêm phòng bằng vaccine cũng như thực hiện tốt chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn sẽ giúp bà con chăn nuôi chủ động phòng chống đối với bệnh dịch tả lợn, giúp bảo vệ sức khỏe cho đàn lợn cũng như hiệu quả chăn nuôi của bà con. Riêng vôi bột ấy thì chúng ta biết vôi bột là một cái chất sát khuẩn rất là tốt, rẻ tiền và thông dụng, được sử dụng rất rộng rãi trong chăn nuôi. Nhưng mà ở virus gây dịch tả lợn châu Phi, nó có cái sức sống rất dẻo dai, có thể tồn tại trong cái khoảng pH rất rộng, từ 4 đến 10. Thế thì khi chúng ta dùng vôi bột ấy thì nó là kiềm hóa. Nếu như ở cái mức độ 20% hoặc trên thì chắc chắn là đảm bảo là cái pH trên 10. Lúc ấy thì có thể tiêu diệt được cái virus. Nhưng nếu mà chúng ta dùng không đảm bảo đủ cái nồng độ mà chỉ là tạo cái pH đến 10 hoặc dưới 10 thì virus dịch tả lợn châu Phi có thể tồn tại. Cho nên riêng về sử dụng vôi bột để tiêu diệt virus dịch tả lợn châu Phi thì phải căn cứ vào cái nồng độ, căn cứ vào bản chất của virus dịch tả lợn châu Phi để chúng ta sử dụng mới phát huy được hiệu quả. Còn nếu không thì vô hình chung chúng ta sẽ làm nhưng mà cái tác dụng nó bị hạn chế. Khi chúng ta đã vôi bột mà có thể là kín phủ mặt thì chắc chắn là tiêu diệt được. Còn nếu rắc mà nó không phủ kín mặt bề mặt thì chưa chắc. Tức là khi ấy thì pH nó không đảm bảo là trên 10 mà nó chỉ có là dưới 10. Có thể là 8, 9, có thể là 10. Nhưng nó không trên 10 thì khó. Mà muốn trên 10 thì nó phải, như tôi nói là phải nồng độ của nó là phải trên 20% hoặc là nguyên chất phủ kín mặt thì đảm bảo được. Nếu mà để nhận biết những dòng giống lợn đẹp thì nó có rất nhiều cách để nhận biết, nhưng mà phổ thông hiện tại là anh em trong nghề thường để ý là những con lợn chân cao, mõm dài và đuôi bé và bụng thon. Nó có rất nhiều giống, nó có thể nhận biết là từ bố mẹ nó mà ra. Ví dụ như là con rừng rạc thuần chủng thì phối với cả mẹ hàng Thái thì nó sẽ ra những dòng F1. Thì những dòng đấy thì sau đời con của nó sẽ gọi là lợn đẹp hơn. Ví dụ nếu mà lợn rừng là bố mẹ Thái Lan thì cái tốc độ lớn của lợn rừng Thái Lan sẽ lớn nhanh hơn là lợn rừng thuần chủng. Với lợn rừng Thái Lan nó có đặc cái điểm riêng là nó lớn nhanh nhưng mà cái tốc độ tạo mỡ của nó lại cao. Nó ví dụ như con lợn rừng thuần chủng thì nó rơi vào khoảng 1 năm thì nó có thể được khoảng rơi khoảng 25-30 cân, nhưng mà lợn rừng Thái Lan thì khoảng 1 năm nó có thể lên 50-60 cân. Nói chung là hàng đây là hàng chỉ là hàng thương phẩm thôi. Đây là hàng thương phẩm là dòng lợn bố mẹ Thái Lan. Bố mẹ Thái Lan hết đúng không? Vâng đúng ạ. Đây nhưng tất cả là bố mẹ Thái Lan. Câu hỏi như em ban nãy bảo là có bố là rừng rặc ấy. Vâng. Và mẹ là Thái Lan ấy. Vâng. Thì tại sao mẹ không chăn nuôi hay không nhập cái dòng đấy? Nói chung là dòng đấy thì mình chỉ phân phối để cho các hộ chăn nuôi người ta gọi là tạo những cái giống đẹp để sản sinh ra những con giống nó đẹp hơn. Để ra những con giống nó phối trộn với nhau để có những con giống nó phát triển nhanh hơn kiểu xem bọn này, nhưng mà giống lợn nó vẫn đẹp. Nhưng mà con nếu mà làm kinh tế thì vẫn phải là Thái Lan đúng không? Nếu mà làm kinh tế thì nó có hai mặt đấy ạ. Lợn rừng thuần chủng thì
nó nhiều rủi ro hơn, bởi vì đến lúc sinh sản thì nó chăm nó khó hơn. Lợn rừng Thái Lan này nó lại chăm dễ hơn, tốc độ phát triển nó lại nhanh hơn. Nhưng mà hiệu quả kinh tế thì đúng rồi, hiệu quả kinh tế lợn thuần chủng thì giá thành nó lại cao hơn. Có những thời điểm mà em chăm nuôi tới vài trăm con như thế thì như em thấy cái thị trường ưa chuộng cái dòng loại nào hơn? Nói chung là thị trường hiện tại thì để mà nói thì cả hai bên nó xem nhau anh ạ. Với cả là có một cái chi tiết nữa là về cái chuồng trại chăn nuôi đấy, thì em bảo sắp tới em muốn cải thiện thêm, bây giờ em đã có chuồng sẵn như này rồi thì em có thể chia sẻ qua về cách xây dựng cái chuồng trại chăn nuôi con lợn này được không? Cách xây dựng chuồng trại hiện tại thì cũng đơn giản thôi. Nói chung là lợn này thì có chỗ trú mưa trú nắng và ra vào phải có sân chơi. Tức là phải có nhà trong mái che lên. Đúng rồi ạ. Vâng. Hiện tại nếu mà mở ra chỗ này gọi là để tạm để những con lợn nhỏ nó ở trong này. Ví dụ nhé, để em chăn nuôi 3 năm rồi và anh em bảo là em cũng có mong muốn trong tương lai xây dựng thêm trang trại đi. Vâng. Thì nếu mà trong cái trường hợp lý tưởng về có cả nguồn vốn này, về có cả cái diện tích đất thì khi em xây thì em sẽ có cái như kiểu cái rút kinh nghiệm nào từ cái chuồng này ấy? Nếu mà để phục vụ cho công việc sau này mà xây dựng thêm chuồng trại thì rút kinh nghiệm là mình nên có các khu chuồng riêng cho các đàn lợn khác nhau. Tức là bé riêng, lớn riêng. Bé riêng, lớn riêng. Vâng. Đấy, như chuồng này thì hiện tại mình có thể để được lợn con, nhưng mà số lượng đông thì mình phải tăng thêm ô chuồng lên. Với cả nhiều đàn nó hay cắn nhau. Đấy, như kiểu chuồng sinh sản lại khác. Chuồng sinh sản thì với sinh sản mình có thể làm một cái ô chuồng như này và có một vách ngăn của mẹ riêng và con riêng, đến lúc nó tách sữa thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy là rút kinh nghiệm đấy đúng không? Vâng đúng ạ. Ngoài ra nữa thì em còn muốn làm thêm các cái sân đất cho nó tắm đất à? Đúng rồi, bởi vì lợn này chủ yếu là nó ủi rũi rất là ghê. Đó là cái đấy là tính đặc trưng của nó. Vâng. Vận động nhiều tốt hơn chứ không? Nói chung là lợn phải có bãi chăn thả và sân chạy tự nhiên nó. Trong cái đất nó chất khoáng ấy, nó ủi rũi thế thôi. Vâng. Chất khoáng nó tốt hơn đúng không? Vâng. Ừ, bình thường thì ở ngoài tự nhiên thì nó vẫn ủi rũi bình thường, ăn cỏ, ăn cây, ăn lá thôi. Còn về cái vận động nuôi thì em đang muốn là về cho lý tưởng. Nói chung là mật độ nuôi thì cứ dao động khoảng 100 con quay về thì chuồng trại hiện tại thì nó là hợp lý nhất. Không tự ý anh phải diện tích trên đầu con. Diện tích trên đầu con nó rơi vào khoảng 2m2. 2m2 một con. Còn cần nữa không? Một vài cây. Mở con cửa ấy. Hàng ngày ngoài chuối ra để cá mô cái ngô ra ngô hạt nó ăn thêm gì không? Lợn này phải ăn thêm cả bã. Bã sắn hoặc bã bia. Vâng. Nói chung là nuôi con lợn này thì càng ít cám càng tốt, không nên dùng cám, chỉ có lúc bé thì mình nên dùng cám thôi. Em thấy con này nó tận dụng cái
thức ăn ấy. Thức ăn thì nói chung là những cái thức ăn gì thô xanh tạp là nó ăn hết. Hôm trước anh thấy em trồng ở cái chè khổng lồ ấy. Vâng. Nguồn thức ăn thì chúng ta nên kiểm soát, gọi là mình không nên dùng sử dụng những cái gọi là thức ăn từ các nhà hàng. Và thức ăn mình nên sử dụng tự nhiên, tự trồng, ví dụ như cây ngô, cây chuối với cả cỏ tự nhiên thì sẽ tốt hơn và sẽ tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi và sẽ tạo lợi nhuận kinh tế cao hơn. Cái thứ hai là nơi ăn chốn ở cho động vật nuôi thì nên giữ khô thoáng và sạch sẽ để ít mầm bệnh hơn. Trong tương lai thì em muốn phát triển đàn lên tới bao nhiêu con tất cả? Tương lai thì hiện tại thì như này, tương lai nếu mà có kinh tế phát triển thêm thì quy mô thêm cả lợn nái và hàng thương phẩm rơi khoảng 200 con. Đây là mai thì em xuất hết rồi con này. Vâng. Ai em bắt anh em cho em vào còn một cái và bao tiêu sản phẩm cho bà con ấy. Vâng. Thì cái quy trình bao tiêu anh nhìn nào? Hiện tại là quy trình bao tiêu là người dân có thể, các hộ chăn nuôi có thể đặt giống ví dụ như vào thời điểm đầu năm em cấp giống ra thì rơi vào khoảng giáp Tết Nguyên Đán em nhập lại cho bà con. Trong một năm. Vâng đúng rồi. Bây giờ nếu mà một cái bài toán kinh tế thì mà với thuế 2% giống cho bà con thì với một con lượng giống giá như thế nào khi bà con xuất ấy, vâng, thì được biểu cân bao nhiêu và giá như thế nào thì em muốn tự với một con ấy, thì vâng, em có thể làm được một cái bài toán kinh tế. Bài toán kinh tế thì nếu mà từ lúc bà con mà nhập giống, giống nó tùy thuộc theo thị trường. Trung bình hiện tại rơi vào khoảng từ 1.3 triệu cho đến là 1.6 triệu một con. Đấy là biểu cân bao nhiêu cân? Nó từ rơi vào từ 7 cân cho đến khoảng 11-12 cân. Tiếp theo thì khi bà con nuôi về thì khoảng thời gian cuối năm như thế là được trong khoảng là 10-12 tháng nhỉ? Vâng. 10-11 tháng thôi. Vâng. Thì bà con sẽ nuôi được khoảng bao nhiêu cân? Nếu mà đến thời điểm cuối năm nó có thể rơi vào từ khoảng dao động từ khoảng 30 cho đến khoảng 45-50 cân. Thì tức là lúc đấy là được khi mà nhập nuôi bán là 7-10 cân nhỉ? Vâng đúng ạ. Thì cứ tính trung bình là mỗi con sẽ được khoảng 25 cân được không nhỉ? Trung bình khoảng 25 cân thì thoải mái. 25 cân nhé, 25 vâng. Cân mà cái giá thì hiện tại giá lợn rừng bây giờ là hiện tại thì em đang nhập vào cho bà con thì rơi vào khoảng giá khoảng 120.000 một cân. Của một con. Vâng đúng ạ. 30 cân này 30 nhân với cả giá 120. Vâng. Thì sẽ là được 3 triệu 6. 6 thế là thức ăn cũng phải trừ ấy nhỉ? Nói chung là con ăn hết 600.000 một năm. Nó rơi vào khoảng dao động khoảng 800.000. 800.000 một con thì vâng, sẽ ra là được khoảng tầm 2 triệu cả giống cả vốn bỏ ra thì nó rơi vào khoảng hơn 2 triệu một tí. 2 triệu mà được là 3 triệu 6 thì con có được đến 1.5 triệu một con. Vâng. Thế thì lợi nhuận nó tính lợi nhuận biểu cân trung bình nó khoảng 30 cân. Thế thì một con trung bình sẽ được khoảng 1.5 triệu đến 2 triệu một con. Vâng. Trên một năm. Vâng. Thì đấy là cái mức là lợi nhuận thu được. Vâng. Còn ngoài ra thì mình tính là trong quá trình chăn nuôi mình tận dụng những cái như kiểu là các loại cây phế phụ phẩm nông nghiệp thì nó sẽ đỡ hơn là một. Và cái thứ hai nữa là tức là mình sẽ chăn nuôi, khi mà mình chăn nuôi càng nhiều thì cái lợi nhuận kinh tế sẽ cao hơn. Vâng. Giá hiện tại mà em xuất chuồng ra thì hàng thương phẩm, hàng Thái Lan thì rơi vào khoảng 130.000 một kg. Còn hàng F1 thì rơi vào khoảng 250.000 một cân. Đây là Thái Lan. Vâng đúng ạ. Rừng rạc thuần chủng là 250.000 một cân. Nó được giá hơn. Vâng đúng ạ. Với một cái bài toán kinh tế mà thường trực đàn là em chăn nuôi được 3 năm rồi nhỉ? Vâng. Thì với một cái bài toán kinh tế là với trên dưới 100 con như vậy thì trong năm vừa rồi em trừ hết chi phí đi thì lợi nhuận được là bao nhiêu? Nếu mà trừ hết chi phí đi hàng năm thì mỗi tháng, nếu mà tính trung bình mỗi tháng thì nó dao động được khoảng 40 cho đến 60 triệu. Có một chút lời nhắn gửi với bà con là bà con chăn nuôi thì nên thực hiện những
phương pháp gọi là cách xa khu dân cư và vaccine đầy đủ cho vật nuôi và tận dụng nguồn thức ăn gọi là tốt nhất để mình có những cái khoản là kinh tế.